Xin mến chào tất cả các anh em. Tuần vừa qua em nghỉ để dọn về nhà mới nên là hôm nay mới có thời gian quay clip giới thiệu dàn máy cho anh em xem. Địa chỉ mới của nhà em hiển thị dưới màn hình đây. Anh em nào ở gần thì có thể qua giao lưu. Ở xa thì em sẽ ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Còn đây là một bộ dàn mini của Victor. Trông rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Có model là FS-MD10. Kích thước của dàn này cao khoảng 18, ngang tầm 38-40. Điểm nhấn của dàn này chính là đôi loa toàn giải này, với đường kính bát chỉ khoảng 8 cm thôi, nhưng mà chất âm của nó rất là ấn tượng. Anh em có thể để trưng bày ở phòng khách hoặc để nghe phòng ngủ cũng rất là hay. Hay ở đây của em nói là hay trong tầm tiền của một đôi loa 8 cm, nhưng mà chất âm của nó phát ra rất là chi tiết, không kém gì những dàn mini cùng loại bát 12 hoặc 14 cm cả. Màng loa này được làm bằng carbon anh em nhé. Còn là loa màng gỗ đang rất hot hiện nay thì em không có so sánh, vì loa màng gỗ thì nó ở một đẳng cấp rất là khác rồi, khác cả về giá lẫn chất âm. Bộ dàn này thì em đang bán với giá là 3 triệu. Anh em nào ưng ý thì liên hệ với em theo số điện thoại ghi trên bảng tên kia. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu các chức năng của dàn này. Dàn này chạy một đĩa CD, một đĩa MD, có đầy đủ các cổng kết nối line-in ở phía sau. Còn phía trên này là bảng điều khiển của máy với nút nguồn. Khay đĩa thì anh em ấn ở đây là đĩa sẽ mở lên. Mình cho đĩa vào đây. Còn đây là các nút chuyển cổng line in, AUX, FM, AM cũng như là next bài các thứ. Ở mặt sau có đầy đủ các cổng kết nối, hai cổng line in để kết nối điện thoại máy tính, cổng optical để kết nối smart TV, cổng xúc điện kết nối xúc điện, hai cổng anten AM và FM. Dàn này có công suất tiêu thụ điện là 33W, chạy điện 100V. Đôi loa với công suất là 20W, trở kháng là 4 ohm. Loa zin FS-MD10. Bây giờ em sẽ đấu nối dây loa và test nhanh một đoạn nhạc CD và MD cho anh em nghe chất âm của máy này. Rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến ta, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép cay răng với lưỡi hào sâu lỗ châu mai. Đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đạn này quét sạch nợ sông núi rồi. Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế rong rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ miếng cau với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em
tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn. Bạn anh đó đang xây mộ bia. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta. Còn vòng tay mở dòng thương mến bao la, chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao. Em sẽ test tiếp một đĩa em đi. Màn hình này có thể hiển thị được tên bài hát luôn nhé. Thêm đêm dần tàn,
tâm tư miên man thanh thang lối. Ok, anh em nào có nhu cầu mua dàn máy này thì liên hệ với em theo số điện thoại ghi trên bảng tên kia, cũng như là kết bạn Zalo, Facebook. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video này của em.